anh em cần máy liên hệ mình nhé. Em giới thiệu cho anh em này, mình mới về mấy con trụi nè. Anh em nào cần thì cứ liên hệ mình nhé, để mình quay chi tiết từng con anh em coi ha. Con này là con Mitsu 8 này ha, thấy không? Con máy Mitsu 8 còn rất là đẹp ha, thấy không? M8 này anh em ha, bên hông này nó đóng M8 luôn nè, nó là 8 ngựa ha anh em. Con này anh em nào lấy chốt mình bán cho giá 5,5 triệu bao ship này, rất là đẹp nha, con máy đẹp lắm, 5,5 triệu ha, M8 ha. Đời nó về trụi lụi không có thùng dầu ha, nộ là mình bao anh em nha, nộ là chất lượng. Còn con này con Mitsu 6 bán cho anh em 4,5 triệu nè, Mitsu 6 này đó, vậy đó, 4,5 triệu bao ship anh em nha. Mitsu 6 này, đây con nữa này, Mitsu 6 này 4,5 triệu luôn ha. Con này Mitsu 6 luôn nè anh em, 4,5 triệu luôn anh em ha. Máy là bao hin cho anh em, bao chất lượng cho anh em ha, nó về trụi vậy đó. Còn anh em nào thích chế thùng dầu thì thêm tiền mình chế cho, thùng dầu mà không biết có hay không nữa đó. Anh em cần liên hệ mình nha, số điện thoại mình nha, 0985927776, Zalo mình ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Anh em nào mà cần con Mitsu 85 này, con Mitsu 85 rất là đẹp này, mình đánh cho 7,5 triệu bao ship cho anh em này. Mitsu 85 7,5 triệu này bao ship cho anh em ha. Rồi chào anh em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều nhé.